Xin chào mọi người. Mình xin giới thiệu cái hướng dẫn cái cách đặt hàng trên cái website của mình. Bắt đầu các bạn vào cái trình duyệt của mình. Nếu là điện thoại Android thì vào Google Chrome hoặc là Safari của bên iPhone. Rồi, các bạn vào nhập trình duyệt ở đây, bấm vào dụng cụ nhập .net. Khi mà website nó sẽ load load vào website này. Hiện tại website chưa có up sản phẩm lên cho nên là còn trống. Rồi, vô chỗ cái ba gạch này, nhấp vào cái chỗ ba gạch này. Ba gạch bên chỗ cái giỏ hàng sẽ hiện ra cái danh mục là video. Click vào video. Video thì ở đây nó sẽ có những cái video video up up theo theo số thứ tự, những cái theo số thứ tự và có cái ngày tháng ở đây. Đây hiện tại thì cái video này là chỉ video mẫu thôi. Ví dụ như video mẫu này. Khi nhấp vào bây giờ đặt hàng. Nhấp vào xem. Video số 4 thì ở đây nó sẽ load, nó load cái video YouTube lên trên này. Khi mọi người xem ở trên này thì sẽ có cái mã hàng mình có nêu chi tiết ở trên cái video, thì khi mọi người muốn chọn cái sản phẩm nào thì đặt vào đây, click vào đây chọn. Ở đây nó dưới này nó sẽ có mã số là 1 2 3 4 5 6 hoặc là theo cái mã số ở, tức là theo mã số ở trên cái video mình mô tả. Rồi. Thì click vào thí dụ đây là thí dụ là mã số 1, số 2, số 3 gì chăng đó. 1 2 3 4 gì đó. Click vào nhiều lựa chọn. Click vào xong rồi thì nhập vào số điện thoại. Số điện thoại, họ tên và địa chỉ, nhập vào địa chỉ ở đây xong bấm gửi đơn hàng thì hệ thống sẽ ghi nhận cái mật đơn đặt hàng của mọi người. Nếu mà ai đặt đã mua ở lần thứ hai tại shop thì chỉ cần nhập số điện thoại, không cần nhập cái họ tên và cái địa chỉ nữa, chỉ cần nhập số điện thoại thôi là bên đây bên shop sẽ có cái dữ liệu rồi, và bấm gửi đơn đặt hàng là nó sẽ gửi đi. Rồi, xin chào mọi người, hẹn mọi thắc mắc mọi người có thể gọi vào số 0933 119 646.